Sao cả? Bố đang làm việc. Bố không chơi được nha. Ca, bố không chơi được. Ừ, bố đang bận việc lắm. Không, bố không chơi được ca. Này, cầm lấy ra ngoài chơi nha, bố không chơi được. Bố bây giờ đang làm việc đây nè. Không, bố làm việc này. Nha, tí nữa bố làm xong rồi bố chơi với ca nhá. Ừ. Ca hay là ca sang ca rủ mẹ chơi nhá. Mời mẹ chơi cùng nhá. Mẹ đang ở ngoài phòng khách hay ở chỗ nào á. Có ca đi tìm mẹ đi nha. Đi ra ca ra sang chơi mẹ nhá. Ờ ôm đấy, cầm báo mang cho mẹ. Ở đi đi. Bây giờ mẹ đang bận lắm, mẹ đang mắc son. Cái xuống đây đi.